Đây, các bạn có thể xem một cái ví dụ này nữa. Chúng ta sẽ nói luôn về ví dụ đang nói về cái lửa. Tôi cũng có thể là demo luôn một cái phần liên quan luôn thế này. Ví dụ tôi có một cái file như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái tùy chọn thế này. Nói đến lửa, nhân cái bài này thì tôi nói luôn đây. Thế trong các phần filter, phần bộ lọc, mặc dù chúng ta chưa nói sâu về phần bộ lọc nhưng cái này là bộ lọc cũng tương đối đặc biệt à, thì chúng ta có thể nói tách luôn ra. Thì trong phần bộ lọc này chúng ta có một cái phần nó gọi là trong render, nó có một cái bộ lọc nó gọi là bộ lọc flame. À, thì nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra cái hiệu ứng bốc lửa. Yêu cầu của cái này rất là đơn giản là phải có một cái đồng path. Thế bây giờ chúng ta chưa có path đúng không? Chúng ta mới có hình chữ thôi. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Bây giờ vào vào cái layer đó. Và chúng ta chọn cái gì đây ạ? Create group path. Thế thì từ cái text này của chúng ta sẽ tạo ra gì đây? Đây, có word path rồi đó. Sau khi có path rồi thì chúng ta mới vào filter, trong filter vào render, chọn cái lệnh đầu tiên. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ phải làm việc là gì đấy, không được làm ở trên layer text nhé. Các bạn chọn một cái layer bất kỳ hoặc là tạo ra một cái layer mới tùy. Đó, filter này, render này, nó sẽ mở ra cái hộp thoại cho phép các bạn là chọn các cái tùy chọn về các kiểu lửa. Đó. Đấy. Độ dài của ngọn lửa, hướng, ví dụ gió thổi chiều nào thì lửa nó cháy chiều đấy đúng không? Bốc lên cao hay là bị tạt ngang hay thế nào đấy. Đó. Sau đó thì nhấp OK. Các bạn có thể chỉnh sửa một vài các tham số trong này, quan sát trực tiếp xem cái hình này nó như thế nào. Sau đó thì chờ nó xử lý. Vừa rồi là cách thủ công. Bây giờ là cách làm bộ lọc. Ví dụ các bạn quan sát đây, đó. Lửa cháy. Đây, các bạn cũng có thể là đặt lên đó. Thích nữa thì các bạn có thể giải quyết bằng cách là gì đấy, tạo mặt nạ. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì đấy, chúng ta gì dịch vào xử lý đó, cho nó hiện lên cái gì còn cái gì đấy, đại loại như thế này
đó.